Đức chuyển lại cho Hằng rồi chị Đức đi thôi không? Vâng ạ, cảm ơn các chị ạ. Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình lại gặp nhau để tiếp tục phần bài trong cuốn Destination B1 của mình. Hôm trước thì tôi có giao bài cho các bạn, bài Unit 1 và Unit 3 đúng không ạ? Có một phần đấy là thì hiện tại Present Simple, và một phần trong Unit 3 đó là bài về chủ đề Fun and Games. Thì chúng ta sẽ xem đây là những cái chủ đề dễ và chủ đề bắt đầu. Thì mình chỉ ngoài việc chữa bài ra thì mình luyện với nhau về phương pháp học làm thế nào để cho nó hiệu quả, sau này áp dụng vào tất cả các cái bài tập khác nữa, các unit khác nữa. Ở đây thì cô thấy có bạn rất là nhỏ đúng không? Con Phúc Thịnh năm nay học lớp mấy hả con? Bạn Nguyễn Hoàng Phúc Thịnh này. Nếu mà gia đình nào mà các bạn có, bạn Phúc Thịnh có giơ tay đúng không? Làm đây. Làm thế nào để cô unmute được con nhỉ? Dạ cô, dạ tôi cô là con học lớp 10. Dạ rồi con rồi. Dạ tôi cô còn học lớp 5 rồi ạ. Cô 10 tuổi. Ừ, cô đang hỏi sao lớp 10 mà còn nhỏ thế. Đúng rồi, lớp 5 rồi. Nên là gia đình nào mà các bạn có anh chị em hoặc là con mà học tầm lớp 5 là các con cũng phù hợp, lớp 4 và lớp 5 thì cũng phù hợp học cái trình độ này. Và bởi vì phương pháp dạy của mình thì cũng theo cái cách mà các con học để luyện thi và để học cái phương pháp học từ vựng và ngữ pháp, sau này lúc lớn lên các con có thể tự edit lại cái văn bản. Cho nên là các con, đối với các bạn nhỏ thì cũng rất là có ích. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá. Dạ cô. Ơi, trong quá trình học nếu mà con, có cả Tuấn Minh cũng học lớp 5 nữa đúng không? Ok, vậy thì lần sau có thể là mình sẽ rủ thêm các bạn của mình vào đây. Cô sẽ nói thêm các bạn lớp 5 vào đây để ôn lại. Phần này nếu mà bạn nào mà học nhanh ý, thì có thể lớp 4 các con đã xong rồi. Thế nhưng mà nếu không thì những cái từ vựng ở đây này, nếu mà chúng ta biết cách giải nghĩa, biết cách sử dụng nó nhuần nhuyễn thì đến trình độ B2 chúng ta vẫn có thể quay lại để ôn tập lại đúng không? Bây giờ cô sẽ bắt đầu nhá. Ok. Our first unit, present simple, present continuous, steady verb, right? Để cô tắt mấy cái này đi đã, cho nó đỡ vướng ở đây. Cái này để cô annotate một chút nhá. Chúng ta còn nhìn thấy màn hình rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập, mà chủ yếu là ôn tập, tại vì cái này là cái phần thì đầu tiên mà các bạn thường biết đến trong tiếng Anh. Đấy là thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn. Và chúng ta nói đến một cái là những cái động từ, những cái động từ chỉ trạng thái đúng không? Gọi là steady verbs. Thì
chúng ta nhắc lại một chút về cách sử dụng. Thứ nhất là với thì động từ nào trong tiếng Anh thì cũng có dạng khẳng định này, phủ định và nghi vấn. Nghi vấn thì nó có thể bao gồm cả hàm ý là với những cái câu hỏi có từ để hỏi thì chúng ta cũng phải đảo ngữ, đúng không? Vì sao trong tiếng Anh chúng ta lại phải tuân thủ cái trật tự từ vựng rất là khắt khe như thế này? Tại vì là trừ những cái câu mà sau này các bạn học lên trình độ B2 thì các bạn sẽ học đảo ngữ. Đảo ngữ thì mang tính là văn nhiều hơn, tức là tác giả có ý là đảo câu để nhấn mạnh vào một cái sắc thái tình cảm nào đó hoặc là một cái thông tin nào đấy rất là quan trọng trong câu. Tuy nhiên là cái đảo ngữ đấy nó cũng phải tuân theo quy luật rất là nghiêm ngặt, tức là không phải là câu nào mình đảo ngữ lung tung được. Tại vì sao? Tại vì nếu mà các bạn thấy là tiếng Anh thì cũng như tiếng Việt của chúng ta ấy, tức là nó sẽ không biến đổi, chỉ có động tiếng Việt thì tôi không biến đổi gì rồi. Thế nhưng mà trong tiếng Anh thì chỉ có động từ là biến đổi và danh từ biến đổi số ít và số nhiều thôi. Nếu mà các bạn nào mà bây giờ các bạn, nhất là các bạn trẻ, các con học sinh ấy, thì các con học có khi đến ngoại ngữ 2, ngoại ngữ 3 cơ, đúng không? Tiếng Pháp rồi tiếng Đức, thì các bạn có thể thấy là các thứ tiếng khác thì nhất là tiếng Đức chẳng hạn thì có cả cách, đúng không? Có 4 cách, tức là cách biến đổi của danh từ này. Không chỉ là động từ biến đổi mà cả danh từ và tính từ biến đổi nữa. Thì những cái thứ tiếng mà có các cái phần biến đổi về mặt cách trong ngữ pháp ấy, thì vị trí của các từ trong câu có thể là nó lỏng lẻo hơn một chút. Thế nhưng tiếng Anh bởi vì không có các cái cách, nó gọi là case, đúng không? Trong tiếng Anh chúng ta chỉ có khái niệm tense này, active and passive voice, đúng không? Tense và voice thôi, còn chúng ta không có case, tức là không có cách. Thế cho nên là chúng ta phải tuân thủ cái trật tự nghiêm ngặt của câu. Ví dụ câu khẳng định thì chủ ngữ bao giờ cũng phải đứng trước động từ ạ. Sau đó là đến các thành phần khác, tức là sau động từ thì sẽ là object, đúng không ạ? Tân ngữ. Tân ngữ hay là trong tiếng Việt chúng ta còn gọi là bổ ngữ của động từ ấy. Tôi ăn bánh, đúng không? Bánh đấy là bổ ngữ. Thì trong tiếng Anh gọi là object là tân ngữ. Còn vị trí của những cái như là trạng ngữ chỉ thời gian này, chỉ địa điểm thì nó có thể linh hoạt hơn. Ví dụ như là cái câu đầu tiên của chúng ta trong Present Habits này, Masha goes to the dance lessons every Saturday, thì chúng ta có thể để every Saturday lên đầu, đúng không ạ? Là every Saturday Masha goes to dance lessons. Vậy đấy là về mặt statement, tức là câu khẳng định. Với câu phủ định thì các bạn sẽ có gì ạ? Có thể thêm not nếu bạn đấy là modal verbs, đúng không ạ? Xin phép các bạn là tôi sẽ nhắc qua những cái đấy, những cái động từ trong cái cách phân chia khác, ví dụ như là modal verbs này, là động từ tình thái can, could, may, might, must, thì chúng ta sẽ thường là thêm not vào đằng sau để cấu tạo thành dạng phủ định. Hoặc là động từ to be chúng ta cũng thêm not vào đằng sau. Còn những động từ thường, tại sao chúng ta gọi là động từ thường? Tại vì là nó là những động từ mà thường là chỉ các cái hành động, thì chúng ta sẽ thêm có xuất hiện của trợ động từ nữa là do cho các ngôi thứ nhất và thứ hai, đúng không ạ? Thứ nhất là tôi và chúng tôi, thứ hai là bạn và các bạn, và ngôi thứ ba số nhiều. Do, sau đó chúng ta sẽ thêm not. Còn với ngôi thứ ba số ít là he, she, it thì chúng ta sẽ dùng trợ động từ does và thêm not vào để thể hiện nó là câu phủ định, tức là nói ngược lại cái thông tin của câu khẳng định không như thế nào đấy, đúng không ạ? Và câu hỏi thì mình phải đổi trợ động từ lên trước chủ ngữ, hoặc là với modal verbs, với những câu mà có động từ tình thái thì chúng ta sẽ để động từ tình thái lên trước, ví dụ như là may I come in, tôi có thể được vào không, đúng không ạ? Thì chúng ta nhắc lại một chút như thế. Còn tôi nghĩ là những cái khái niệm này thì các bạn nắm được rồi. Nếu mà có bạn nào không nắm được, hoặc là có con học sinh nào mà cần cô phải nhắc lại hay là bổ sung thông tin gì thì các con cứ nhắn nhé trong phần chat. Thì ở đây chúng ta có present simple, là chúng ta thường nói đến những cái gì ạ? Thứ nhất là thói quen, đúng không ạ? Thói quen này, hay là cái tình trạng permanent situations, là tình trạng mang tính chất bền vững. Có phải là Dan làm việc ở rạp chiếu phim không, đúng không ạ? Tính chất bền vững thì cái này nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái tư tưởng của người nói. Ví dụ như là tôi nói là tôi tạm thời gian này không kiếm được việc gì cho nên là bán bỏng ngô ở cinema, đúng không? Tức là đấy chỉ là công việc part time thôi. Thì khi chúng ta nói đến
cái sự theo quan điểm, theo cái tư tưởng của tác giả mà nó chỉ là tạm thời thôi, thì lúc đấy thì chúng ta sẽ không dùng là I work at the cinema, right? Mà chúng ta sẽ dùng là I'm working, mà nghĩa là tôi đang làm việc part time, I'm working part time at the cinema, right? Thì chúng ta lưu ý là ở đây nó còn phụ thuộc vào cái context trong câu, đúng không ạ? Hay là những câu xung quanh nó, xem là ngữ cảnh ở đấy thì đấy là tình huống thường xuyên, là tình huống bền vững hay là chỉ là tạm thời. Tiếp tục là chúng ta nói đến là state, tức là tình trạng. Tình trạng lát nữa thì mình sẽ nói đến status verb luôn ạ. Đấy là những động từ mà chỉ tình trạng, nó sẽ gồm những động từ như thế này, nói về cảm xúc này, nói về khả năng trí tuệ này, nói về sở hữu, đúng không ạ? Nói về cái sự yêu và ghét, đúng không? Như ở đây là tình cảm thì chúng ta có thể xem đây state verbs. Thì chúng ta sẽ có emotions này, thường là sắc thái tình cảm chúng ta sẽ không dùng ở tiếp diễn mà chúng ta thường dùng hiện tại thường, ví dụ như là love, like, adore. Adore là gì ạ? Bạn nào mà các con có, à các bạn có, xin lỗi các bạn tại vì quen nói chuyện với trẻ con, bạn nào mà có ý kiến ý, trong lúc mà tôi hỏi thì các bạn cứ type vào ô chat, hoặc là các bạn giơ tay thì các bạn co-host sẽ gọi, hoặc là các bạn cứ type vào ô chat thì tôi sẽ xem nhá. Adore có nghĩa là gì ạ? Nó mạnh mẽ hơn cả love, đúng không ạ? I adore ice cream, tức là tôi mê mẩn, đúng không? Tôi ngưỡng mộ, nghe mê mẩn và mang tính chất là ngưỡng mộ, mang tính chất là ngưỡng mộ, đúng không ạ? Thì tôi vẫn nhớ một cái bộ phim, trong thực ra bộ phim nhưng mà dựa trên có thật, đấy là Frida, mà bạn nào mà chắc là nhiều bạn cũng đã từng xem rồi, nói về nữ họa sĩ nổi tiếng người Mexico, đúng không ạ? Thì bà có người chồng cũng là một họa sĩ rất là nổi tiếng, và hai ông bà trong cuộc sống hàng ngày bởi vì là nghệ sĩ nên là có rất nhiều những cái tư tưởng, mặc dù rất là yêu thương nhau nhưng mà có những cái khúc mắc trong cuộc sống và những mâu thuẫn mà cũng đẩy hai người ra xa nhau. Thế nhưng mà khi bà viết thư cho ông ấy thì ở cuối thư bao giờ bà cũng ghi là I adore you, đúng không ạ? Tức như là bằng tiếng Tây Ban Nha, tức là tôi vừa yêu và vừa rất là ngưỡng mộ ông, đúng không? Thì đấy là một nhân vật, nữ nhân vật mà có ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của phái nữ, sống một cuộc sống vô cùng là một số phận rất là bi thương nhưng mà đồng thời cũng rất là đầy kiêu hãnh. Thì các bạn có thể tìm xem nếu các bạn nào chưa biết, cũng là một nữ nghệ sĩ, nữ họa sĩ nổi tiếng trên thế giới. Adore rất là yêu thích cái gì, đúng không ạ? Care for là quan tâm. Giang ơi, không nghe tiếng rồi ạ. À, các bạn chờ một chút xíu nha, bên phía cô Giang cũng là cái mạng internet nó hơi bị trục trặc một chút xíu nha các bạn. Các bạn cứ coi lại cái phần bài cũ của mình rồi mình chờ cô Giang quay lại ha. Như bên phía cô Giang mạng internet của cô hơi yếu và cô đã bị rớt ra khỏi phòng học rồi. Các bạn chờ một chút xíu nha. Hôm nay lớp mình học ít quá, nếu mà các bạn có ai mà đang học cao học với các bạn hoặc là các bạn sinh viên á, thì các bạn có thể giới thiệu cho các bạn ấy học lớp Destination B1 của thì cầu sinh ngữ để các bạn có điều kiện bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh cho mình. Mình thấy lớp này cũng là rất là hay. Thì thực ra là mình giúp bên nhịp cầu sinh ngữ quản lý lớp này chứ mình cũng đã học B1 rồi. Thì cô thì các mình thấy các thầy cô bên đây dễ rất là tận tình với các bạn. Lúc trước là mình đi học trung tâm ở ngoài chứ không phải là học ở đây. Mình thì cũng đã là thạc sĩ rồi thì mình chỉ giới thiệu qua cho các bạn ý để các bạn có thể chia sẻ cho nhiều người khác, những cái bạn mà có nhu cầu học mà hiện nay thì đang
trong cái đợt mà mình đang mùa dịch, cho nên là cũng khó khăn trong cái việc học tập cũng như là nhiều cái vấn đề về kinh tế tài chính vân vân á, thì các bạn sẽ giới thiệu cho các bạn ấy để các bạn ấy có thể gia học được. À, cô Giang nó quay trở lại rồi các bạn ạ. Xin lỗi các bạn ạ, tại vì mạng hôm nay hơi kém, mình vừa phải chuyển sang 3G, chắc là hy vọng là nó sẽ ổn định hơn. Xin được tiếp tục phần lúc nãy, đấy là chúng ta đang nói đến Steady Verb đúng không ạ? Tôi còn nói thêm một chút thông tin về nó để cho các bạn nhớ vững hơn những từ này. Đến từ might, các bạn có thể cho một ví dụ với từ might không ạ? Ví dụ như là would you mind opening the door for me, đúng không ạ? Là bạn có phiền mở cửa giúp tôi không? Từ need, ví dụ the grass needs cutting, right? Là cỏ thì cần được cắt, đúng không ạ? The prefer là thích hơn, ưa chuộng hơn này. One wish, hope, appreciate, đánh giá cao. For example, I really appreciate your help, đúng không ạ? Your help, đánh giá rất là cao sự giúp đỡ của bạn. Từ value cũng mày như thế, đánh giá cao, định giá cao cái gì? Những cái liên quan đến là động từ chỉ cảm cảm giác nhất, xúc giác, như là từ hear, nghe thấy, see, nhìn thấy. Bản thân những từ này khi mà được dùng đến trong câu thì nó đã mang nghĩa là tôi có thể nghe, tôi có thể nhìn rồi. Ví dụ I see a car over there thì nó tương đương với câu là I can see the car over there. Thế cho nên là nó sẽ mang dùng ở present simple đúng không ạ? Những động từ khác, có một số động từ chúng ta cần phân biệt. Ví dụ đưa từ smell này, khi nó là động từ chỉ hành động ấy ạ, thì nó có thể chia ở dạng tiếp diễn được. Ví dụ như là tôi đang ngửi món súp này, tôi đang hít món súp này, mẹ đi học về mẹ nấu rất là ngon đúng không ạ? And he is smelling the soup and say, oh wow, great, right? Thế thì đấy lại mang nghĩa là ngửi. Thế còn bình thường ở đây senses nó mang nghĩa là gì ạ? Toát ra cái mùi gì? Về nếu mà the soup làm chủ ngữ thì nó sẽ là gì? The soup smells good, đúng không ạ? Là cái món súp này có mùi thơm, mùi thơm. Từ sound này cũng thế, có nghĩa là gì? Nghe có vẻ, đúng không? Nó nghe có vẻ ổn, đúng không? Cái kế hoạch mới, the new plan sounds good. Feel là cũng thế, làm cho người ta có cảm giác gì, đúng không ạ? Làm cho người ta có cảm giác gì nhá? Ví dụ các bạn nói là gì? The cloth feels smooth, đúng không ạ? Miếng vải này có vẻ mịn đấy đúng không? Thế còn khi feel là động từ chỉ hành động thì các bạn lại chia được ở dạng tiếp diễn nhá. Tức là tôi đang cảm thấy một cái gì đó đúng không ạ? Thì các bạn hoàn toàn có thể chia tiếp diễn được. Các bạn phải phân biệt giữa cái là động từ chỉ cảm giác này với cả tức là chỉ cái cảm giác nó tự mang đến ý, với cả động từ hành động. Như từ look này cũng thế. Ví dụ tôi đang nhìn cái gì đó. I'm looking at something, for example. I'm looking at a newspaper or for example, I'm looking at the children playing in the ground. Ví dụ thế ạ, là tôi đang nhìn xem trẻ con chơi ở trong vườn, trên sân. Thế đấy là hành động. Thế nhưng mà cái này trông có vẻ như thế nào đấy đúng không? This looks terrible. Cái này trông ghê đấy, đúng không ạ? Thì nó lại mang ý nghĩa là gì? Mang lại cảm giác gì? Thì khi đó nó là sense verb. Nên là mình sẽ không chia tiếp diễn được ạ. Tiếp tục là possession. Cái này đọc là possession đúng không ạ? Mặc dù có double S nhưng mà nó phát âm là âm z. Consist, contain,
bao gồm cái gì đúng không ạ? Include hiểu bằng nghĩa là bao gồm, involve liên quan đến, dính líu đến đúng không? Ví dụ như là this job involves traveling a lot. Công việc này liên quan đến việc là phải đi du lịch rất là nhiều đúng không? Công việc rất là thích đúng không? Đi du lịch nhiều đến phát mệt thì thôi. Like là thiếu cái gì đúng không ạ? Own là sở hữu cái gì. Và ví dụ thế, ví dụ như là likes một cái gì đấy nội dung hay chẳng hạn đúng không? This text lacks creativity, tức là cái gì đó, cái bài học này thì thiếu đi sự sáng tạo đấy ạ, thì nó mang cái ý nghĩa liên quan đến sự sở hữu. Như vậy thì chúng ta cũng không dùng ở dạng tiếp diễn. Tiếp tục là những từ mental state, mental states và others, các bạn có thể nhìn ở đây này. Tôi sẽ gửi cho các bạn vào ngay sau buổi học hôm nay đây ạ. Nhưng cái này cũng dễ tìm thôi. Đấy là những từ về niềm tin này, sự nghi ngờ này, hiểu, đồng ý. Appear cũng giống như seem, có vẻ như là. Astonish làm ai ngạc nhiên đúng không ạ? Concern lưu tâm tới. Deny là chối tội đúng không? Chối tội, phủ nhận. Phủ nhận cái thường là cái gì sai. Disagree, bất đồng quan điểm, không đồng ý với ai đúng không ạ? Impress, gây ấn tượng, vân vân. Please làm ai hài lòng. Satisfy là đạt yêu cầu của ai đúng không? Ví dụ như là cái bài tập nhiệm vụ của anh ấy sau khi đã hoàn thành thì có đạt yêu cầu của bạn không? Suppose có nghĩa là có nhiệm vụ phải làm gì đấy. Ví dụ như I supposed to be there at 5 o'clock. Tôi có nhiệm vụ, hoặc là mọi người cho rằng đáng lẽ là tôi nên ra là tôi phải có mặt ở đấy lúc 5 giờ. Cái suppose này mang như thế, realize, nhận ra, vân vân. Những từ này thì tôi nghĩ là các bạn có thể tìm hiểu được. Và những từ khác khi mà nó chỉ về định lượng nhá, có giá bao nhiêu này, hay là nặng bao nhiêu, phụ thuộc, vân vân, những cái từ như thế thì chúng ta cũng không dùng ở dạng tiếp diễn. Tuy nhiên là có rất nhiều bạn, các bạn xem phim, ít nhất là xem phim này, các bạn nghe nhạc này, các bạn đọc truyện, kể cả những cái tiểu thuyết hoặc là truyện ngắn của các nhà văn rất là có tên tuổi, thì các bạn sẽ thấy cách dùng của người ta không như chúng ta học ngữ pháp đâu ạ. Chúng ta học ngữ pháp chứ chúng ta không phải là học văn phong các bạn nhé. Văn phong là những cái mà tác giả có thể sáng tạo ra, và cái mức độ sáng tạo của họ ấy, có được chấp nhận hay không thì tùy thuộc vào uy tín của họ đúng không ạ? Tùy thuộc vào uy tín, và uy tín cuối cùng ấy, sau khi là được công nhận ấy, có thể là lúc đương đại họ sáng tạo ra cái cách dùng đấy cũng không được công nhận đâu, nhưng mà sau đấy mọi người lại học theo. Hoặc là trong bài hát này, hoặc là ví dụ như từ love, chúng ta biết là không dùng được tiếp diễn, nhưng mà khoảng mấy năm trước đây, ngày xưa McDonald's có cái chiến dịch quảng cáo ấy, thì người ta có ghi là gì nhỉ, trên bên cạnh logo chữ M to của McDonald's đồ ăn nhanh ấy, thì người ta ghi là I'm loving it, tức là tôi đang rất là thích nó đúng không ạ? Thì nó lại mang sắc thái là gì, tăng cái sự cảm xúc đối với ăn mà người ta muốn để cho thực khách là chú ý đến này đúng không ạ? Thế cho nên nó liên quan đến đấy là văn phong. Còn đây là chúng ta học ngữ pháp thì các bạn phải làm đúng cái này thì đi thi chúng ta mới được điểm đúng không ạ? Không phải là chúng ta không biết, nhưng chúng ta biết, nhưng chúng ta theo một cái hướng là đi thi để thứ nhất là như các bạn lớp 5 là thi lên lớp 6 này, các trường chuyên này, hay là các bạn mà thi đại học đầu ra có thể là yêu cầu B1 đúng không ạ? B1 này, hoặc là thi vào thạc sĩ ở Việt Nam các ngành khác, thì các bạn lưu ý nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ đi tiếp này. Đấy là những cái helpful hints ở đây. Các bạn sẽ thấy là những adverb of frequency, always, usually, often, sometimes, rarely, never, vân vân, thì nó sẽ yêu cầu đằng sau là thì hiện tại đơn đúng không ạ? Nhưng ở đây chúng ta có một cái lưu ý với từ always, khi mà chúng ta thấy trong ngữ cảnh đấy mà chúng ta thấy ta viết câu đấy ra có thải than phiền ấy, thì chúng ta phải chia is always smoking indoors, xịt luôn là hút thuốc ở trong nhà ấy, không mở cửa ấy, thì làm đây mình tôi sẽ share lại cái này đấy ạ. Tiếp tục đi ạ.
phần này là phủ định thì thôi tôi không nói đến nó nữa vì mình đã dừng lại lúc nãy rồi. Chúng ta dùng phủ định này, sau đó là đến present continuous. Chúng ta sẽ thấy là những cái hành động mà đang diễn ra. Một là đang diễn ra ngay lập tức ở hiện tại. Hai là temporary situations, tức là nó trái ngược với cái cách dùng ở trên là permanent situation. Permanent là bền vững đúng không ạ? Còn temporary có nghĩa là tạm thời. Đây, đây là ví dụ của họ này. She's working at the museum until the end of month. Museum trọng âm và âm tiết thứ hai nhé các bạn nhé. Đối với các bạn là các con học sinh lớp 5 đến 6 ấy, thì có thể đi thi là có cái dạng này là tìm trọng âm khác với những còn lại đúng không? Thì các con lưu ý nhé. Từ này rất là nhiều bạn đánh nhầm vào đây. Đúng không ạ? Nó là museum. Nên là tạm thời là cô này làm việc ở bảo tàng cho đến cuối tháng này đúng không ạ? Và gì nhỉ? Một cái annoying habit đây chúng ta thường dùng với always vừa nói ở trên ấy. Tức là my brother is always borrowing my cities without asking. Và các bạn sẽ thấy là người ta thường đánh những cái dấu chấm than ở đây, exclamation mark đúng không ạ? Dấu chấm chấm cảm. Và người ta thường có một cái ngữ cảnh mà mình đọc một cái là mình thấy luôn là nó không dễ chịu rồi, đúng không? Một cái gì đấy mà lồ lộ ra là đấy là một cái không văn minh, là không có manners đúng không? Lack of manners, không có cái biểu hiện của hành vi có văn hóa, thì thông thường là người ta sẽ ghi ở đây một cái cảnh để chúng ta thấy rất rõ là chúng ta sẽ không dùng hiện tại thường mà phải là hiện tại tiếp diễn. Chúng ta sẽ thường dùng với những từ now, today đúng không ạ? Today nhá, không chỉ là chúng ta dùng hiện tại đơn đâu mà phải xem ngữ cảnh của nó có dùng với tiếp diễn không, hay là this week, this month, at the moment, vân vân. Thế với Steady Verbs thì lúc nãy mình có một bảng rất là nhiều từ rồi, mình đã nói qua rồi ạ. Cho nên là các bạn lưu ý nhé. Hôm trước thì tôi có nói với các bạn là chuẩn bị làm bài tập về nhà đúng không ạ? Phần này thì cách làm là chúng ta có rất là ít thời gian để chúng ta có thể chữa trên lớp từng câu. Cho nên là chúng ta là những người mà tự học rồi. Rất là ít tại vì là lớp mình tự học và các bạn luôn duy trì như một buổi hôm trước là 84 bạn và bây giờ 84 bạn kể cả co-host và giáo viên ạ. Hôm nay thì có 76 bạn. Các bạn có thể là tự làm đúng không ạ? Tự làm ở nhà và sau đó đi chữa theo cái key ở trong phần đằng sau và tôi có nói là các bạn sẽ in ra kể cả làm lần thứ nhất rồi nhé các bạn nhé. Mình vẫn có thể in ra để làm lại. Check đáp án đúng không ạ? Mình sẽ in một cái key ở bên cạnh như thế này chẳng hạn. Đấy, sau đó thì mình sẽ check đáp án với check key với các phần các bạn làm xem là mình đúng hay sai. Và nếu sai thì cố gắng check lại vào vào sổ hoặc vào vở. Thì ở đây với bài thứ nhất thì chúng ta sẽ có những cái từ vựng như nào nhỉ? Everyday đúng không ạ? Chỉ dấu hiệu của hiện tại đơn này, present simple này. Once a week, right? Once a week. Cái này nó sẽ có chữ là once in a blue moon đúng không? Tức là một lần khi nào có trăng xanh ý, đúng không? Once in a blue moon. Tức là họa hoàn lắm năm thì mới họa. Các bạn chú ý là nó sẽ có thể đưa những cái thành ngữ vào chứ không chỉ là những cái chúng ta đơn giản học như thế này đâu ạ. Once a week, một lần một tuần này. Often đúng không ạ? Rarely. Often thì người ta có thể dùng cái thành ngữ là gì nhỉ? From time to time đúng không ạ? From time to time. Hay là in the evening đúng không ạ? Hoặc là every evening chúng ta cũng thấy thế. Each evening tức là những cái mà nó biến đổi khác đi nhưng chúng ta vẫn hiểu nghĩa như vậy. Hoặc là twice a week, twice or three times các bạn nhé, có thể là 3 lần hoặc là 4 lần một tuần chẳng hạn, 4 times a week, thì lúc đó time chỉ trở thành danh từ đếm được và chúng ta có s đúng không ạ, nó mang nghĩa là lần. Thì khi chúng ta thấy những cái đấy thì chúng ta sẽ dùng hiện tại đơn và các bạn nhớ là mình phải cấu tạo đúng khi mà chia hiện tại đơn với các ngôi mà he she it đúng không ạ. He she it thì chúng ta có những thường là chúng ta sẽ thêm s, tuy nhiên là sau những cái âm như là o này từ goes chúng ta thêm es này, ch như từ watch chúng ta sẽ thêm là watches đúng không ạ, x hay là s, mrs, fixes vân vân. Thì cái đấy chúng ta sẽ tự xem cái quy tắc nhá, chúng ta tự xem quy tắc thêm s hay là es khi nào, nhưng mà chúng ta có thể ôn tập được mà, cái đấy nó không khó. Phần này thì sẽ là gì ạ?
mình sẽ dựa vào đây mình các bạn có thể làm ở nhà rồi này. Phần này thì tôi nghĩ là không có vấn đề gì. He's writing a letter bởi vì chúng ta có at the moment đúng không ạ? Và ở đây chúng ta có cụm từ ở câu 2 này. Các bạn sẽ thấy có một cái cụm từ rất là hay, đấy là cụm từ to be on, có nghĩa là gì ạ? Được chiếu đúng không ạ? The match is on TV now, hoặc là người ta có thể nói tắt là is on at the cinema now, được chiếu ở rạp. Ở đây thì là giới từ on TV, but we are losing, đúng không? We are losing, là chúng tôi đang thua. We are losing. The match is on TV now, but we are losing. Và số 3 thì chúng ta có right now. Margaret is having a shower. Các bạn thấy không? Ở số 3 này này, cái từ have này nó không còn mang nghĩa là sở hữu nữa, đúng không ạ? Nó sẽ mang nghĩa là thay thế cho các hành động khác. Ví dụ là have lunch là ăn bữa trưa, đúng không? Have tea có thể là thay thế cho drink tea. Have a shower thì nó thay là cho là gì ạ? Take a shower, đúng không ạ? Thế còn khi have mang ý nghĩa là sở hữu ấy, thì tuyệt đối là nó không chia được tiếp diễn, đúng không ạ? Và khi đấy thì have này khi mang tính chất sở hữu thì nó có thể được thêm cái gì ạ? Có thể được thay bằng là have got, đúng không ạ? I have got two brothers and a younger sister. Tôi có hai anh em trai và em gái nhỏ, đúng không? Thì khi mà mang tính chất sở hữu thì have đấy không chia ở dạng tiếp diễn được. Cái này thì tôi xin phép là đi nhanh, mình sẽ không phải ghi ra như thế này nhá, để các bạn, bởi vì có gì những cái liên quan đến bài giảng các bạn có thể nghe lại, hoặc là các bạn nhìn ở trong kia, chúng ta đối chiếu với kia thì sẽ tốt hơn. Ở đây số 4 mang tính chất là tạm thời, là Sally is staying with her aunt for a few days, đúng không ạ? Tạm thời là ở với cả cô của cô ấy trong vòng vài ngày. Và đây có dấu chấm than là gì? Bạn đang tôi đang nói dối đấy. À không, tôi không nói dối đâu chứ. I'm not lying, đúng không ạ? Trường hợp này chúng ta phải cấu tạo đặc biệt hơn một chút, đấy là gì ạ? I am not lying, đúng không ạ? Lying. I'm not lying. It's true, I did see Madonna at the supermarket, đúng không ạ? I'm not lying. Number 6, thế thì chúng ta phải xem dựa vào ngữ cảnh mà chúng ta có dùng not hay không. Và số 6 này là mình xem thì có dấu chấm exclamation mark này. Sau là nó có annoying này, đúng không? Rất là đáng ghét. Thì mình sẽ phải chia ở dạng gì nhỉ? Tiếp diễn để mang ý là than phiền. George is always using the bike, đúng không ạ? Number 7, số 7. Cái này have là thay cho từ is, đúng không? Nó mang ý nghĩa khi mà, tôi nhắc lại là khi nó mang ý nghĩa là sở hữu, như lúc nãy chúng ta nhìn thấy, thì là không bao giờ nó được phép dùng. Đây, khi mà chúng ta dùng possession, tức là sở hữu, thì chúng ta không được phép dùng ở dạng tiếp diễn. Thế nhưng nếu mà chúng ta dùng với ý nghĩa là thay thế cho các động từ chỉ hành động khác, ví dụ như là thay thế cho ăn uống này hay là tắm này, thì mình có thể dùng ở dạng tiếp diễn được, đúng không? We are having lunch. We are having lunch. Và các bạn lưu ý là đi thi các bạn cứ viết đầy đủ ra nhé. Chúng ta đừng có làm cái contraction, tức là phần viết tắt là phẩy một cái xong là er ở đây, đúng không ạ? Không nên làm như thế. Chúng ta cứ viết đầy đủ ra. Number 8. It's really noisy, đúng không ạ? Bạn đang chơi. Are you playing music up there? Are you playing, đúng không ạ? Thế thì nếu mà đi thi các bạn, nó có thể có những nơi là chúng ta phải làm tự luận, tức là các bạn phải tự viết ra như này. Tôi mới nói với các bạn là chúng ta viết đầy đủ ra này. Chúng ta đừng có viết tắt, tại vì không phải lúc nào cái quy tắc viết tắt nó cũng đúng. Nhưng mà các bạn viết đầy đủ thì nó lại đúng, đúng không ạ? Chỉ có cái từ cannot thì nếu mà viết đầy đủ thì chúng ta phải viết liền, đúng không? Ví dụ I cannot swim thì viết là I can't swim, thì chúng ta sẽ không được viết tách rời cái từ cannot ra như này ạ. I cannot swim, đúng không ạ? I can swim. Ok. Thì cái này có một cái lưu ý nhỏ với các bạn là các bạn lại cũng thế, cũng là các bạn bây giờ nghe nhiều này, đọc nhiều này, xem nhiều ở trên TV, đúng không? YouTube thì bây giờ rất là dễ để rất là dễ để tìm hiểu những cái thông tin, học hỏi ở trên đấy. Và trong nhiều bài hát thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có những cái dạng như là wanna, đúng không? I wanna go.
thì thay cho I'm going, I want to go đúng không? Hoặc là I'm gonna stay here thì thay cho I'm going to stay here. Nhưng mà đấy là gì ạ? Đấy là chỉ là văn nói thôi ạ, được coi là informal hoặc là colloquial, tức là văn nói văn phong ở cái ngữ cảnh là thân mật và không, nó không đúng ngữ pháp nên chúng ta không dùng như thế nhé. Chúng ta không nói là I'm going to school now, hoặc là I'm going to take a car, đúng không? I'm going to buy a car thì chúng ta không nói là I'm gonna buy a car. Các bạn lưu ý nhé. Đấy là một số cái lưu ý khi mà chúng ta học với nhau. Thế còn về phần từ vựng thì các bạn và câu như này các bạn có thể chữa ở trong trong theo kỳ rồi đúng không ạ? Không có vấn đề gì khó. Đến đây về nhà các bạn làm bài tập thì có vấn đề gì trong các cái bài C, D này và E không ạ? Ở đây các bạn lưu ý là khi chúng ta nói đến luật chơi nhá, như là số 5 ở trong bài D in squash đúng không ạ? In squash, hay là số trong bài E in Monopoly là môn cờ tỷ phú ấy, thì bạn phải làm gì thì đấy là luật. Khi chúng ta nói đến luật thì chúng ta sẽ để như tại đơn. Tôi thấy một số câu hỏi không không có bạn nào có vấn đề gì, rất là tốt ạ. À, văn bằng 2 ngoại ngữ, văn bằng 2 thực ra tôi cũng không nắm được về cái văn bằng 2 này, tại vì là bây giờ mọi người đã bắt đầu tiến đến chuẩn hóa rồi đúng không ạ? Đúng không ạ? Mình học cho mình còn nên là cái B1 này thì có thể là chuẩn hóa bằng TIELTS hoặc là TOEFL. Bạn đạt đến trình độ điểm mấy thì được tính là B1. Ok, go ahead. Các bạn không có vấn đề gì, rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần Unit 3. Đấy là phần từ vựng mà tôi rất là thích cái cách mà chúng ta sẽ làm việc với nhau cái phần từ vựng như thế này. Các bạn sẽ, nếu mà các bạn làm từ vựng đúng nhá, thì hoặc là các bạn có thể nhờ người trong gia đình mình có thể check lại với mình, thì kể cả những ai bố mẹ nào ở đây có dạng phụ huynh nào mà học để hướng dẫn con ấy, thì mình cũng không cần phải biết nắm được tiếng Anh rất vững đâu, nhưng mà có thể hướng dẫn được con. Ví dụ các bạn nhìn thấy ở đây là see page 184 for definitions, các bạn sẽ xem ra 184 phần định nghĩa để xem định nghĩa của nó đúng không ạ. Đây là topic vocabulary, đầu tiên là từ vựng của bài này, xong là đến phrasal verb tức là cụm động từ, và prepositional phrases là cụm giới từ, sau đó là đến cấu tạo từ. Thì ở đây có một cái thiếu sót ở đây, nhưng mà cũng đồng thời là cái việc mà chúng ta không ỷ lại vào cái gì cho sẵn ở sách. Ví dụ như một số bộ sách là người ta có cả phiên âm đúng không ạ, nhưng mà khi mà các bạn tự tra phiên âm thì các bạn có thể là làm sao đọc theo đúng không ạ, ở trên từ điển online, ví dụ như là các từ điển Oxford hoặc là Cambridge thì đều có cả cách đọc tiếng British English hoặc là American English để cho chúng ta có thể học theo. Còn thay vì là chúng ta chỉ có nhìn phiên âm và chúng ta kể cả có biết cách đọc đi chăng nữa thì đọc cũng không thể hay theo việc là chúng ta cứ thường xuyên là đọc theo mẫu được. Các bạn sẽ thấy là ở phần cuối này chúng ta có topic vocabulary, người ta có đây đúng không ạ? Beat này, và có thể có những bạn là nhìn thấy cái phần bên này che phần bên phải đi. Các bạn nhìn thấy là ôi dễ, champion là cái gì nhỉ? Kiện, gọi là kiện tướng đi, nôm na là vậy đúng không? Kiện tướng đúng không? Club là câu lạc bộ đúng không? Mình hiểu rồi đúng không? Thế nhưng mà không phải như thế các bạn ạ. Khi mà chúng ta học một ngôn ngữ mà tốt ý, là chúng ta phải đạt đến cái mức là giải thích được những cái từ đơn giản bằng cái thứ tiếng đó đúng không ạ? Bằng thứ tiếng đó, và chính phần giải thích này nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều về sau trong giao tiếp mà trong bài nghe này. Tất nhiên là trong B1 ở ở các cái trình độ như là đầu ra của đại học hay là vào cao học thì người ta không có phần nghe. Thế nhưng mà chúng ta tiến đến một cái là thế giới phẳng đúng không ạ? Là từ những cái đơn giản các bạn có thể nghe được này, các bạn đi tàu xe hoặc là đi đến sân bay, thì những cái phần đấy thì sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều. Các bạn nghe, các bạn nói, các bạn explain, giải thích được. So here, các bạn có thể cố gắng nhé, nhìn bên sau khi xem định nghĩa này, xem ví dụ này, các bạn có thể tự nói lại với mình. Mà bạn nào mà tìm được thêm hai hoặc ba ví dụ ở trong từ điển càng tốt. Đúng không ạ? Beat, to beat someone, what does this mean? To defeat someone in a game, competition, election or battle. That's right. Ok, vậy thì ở nhà hôm trước tôi có nói là các bạn về các bạn làm rồi. Bây giờ tôi sẽ hỏi bất kỳ một số bạn một số câu ở đây nhé.
xem các bạn giải thích và các bạn đưa ra ví dụ như thế nào nhé. Chúng ta sẽ thực hành như vậy. Ok, xin phép để cái màn hình này, các bạn có sách ở trong trong máy rồi thì các bạn bật lên giúp tôi. Và các bạn sẽ, tôi sẽ hỏi một chút ở đây, đúng không ạ? Để các bạn tương tác với cô và đồng thời cũng giải thích một chút nào. Ở đây chúng ta sẽ có các từ vựng như này, đúng không ạ? Ok, so please. Công khôi nào. Cần công khôi. Can you tell us what the word component means? Công khôi, are you there? Bạn công khôi ạ. Yes, okay. Thank you. Không sao đâu, các bạn cứ nói đi, không sợ sai đâu. Các bạn có thể nhìn, nếu mà quên thì nhìn lại phần definition, định nghĩa cũng được, đúng không? Và nếu không thì các bạn sẽ cố gắng tìm giải nghĩa bằng những cách như thế này nhé. Hoặc là định nghĩa, hoặc là bạn cho từ đồng nghĩa, đúng không ạ? Từ đồng nghĩa. Hoặc là bạn cho một ví dụ minh họa. Không sao cả, bạn có thể làm cách đấy. Nào không cô thương yêu, hoặc là bạn nào có thể giơ tay nào. Bạn nào giơ tay để cô hỏi bất kỳ, để giáo viên có thể hỏi bất kỳ một cái từ nào trong ví dụ trong phần topic vocabulary này đi nhé. Xong các bạn sẽ giải thích nhé. Ok. Mời bạn vui ạ. Vâng ạ. Dạ thưa cô, là từ trái nghĩa. Opponent ha, opponent. Opponent, ok. So can you see the definition? On page 184 here we have the word opponent means someone who is competing against you, đúng không? Tức là đối thủ. Thường là trong một cái game nào đấy, chẳng hạn opponent là đối thủ. Thế còn chúng ta có antonym mới là từ trái nghĩa, đúng không? Thế cho nên là chúng ta sẽ thấy là mình trong một cái ngữ cảnh trong bài này là fun and games thì mình sẽ học những cái ngữ cảnh của từ vựng cho trong bài này. Nhưng mà những cái từ như opponent này nó có ý nghĩa rất là hẹp. Những cái từ mà nó có nghĩa hẹp là nó không dùng được nhiều trong ngữ cảnh khác nhau đâu. Và thường là nó mang kể là gì? Đối thủ về mặt chính trị chẳng hạn, hoặc là thể thao, đúng không? Ok, bạn Albert Nguyễn. Ok, Albert Nguyễn, can you tell me what does this mean by the word, for example, organize, to organize? Mời bạn Albert Nguyễn. Organize, what does this mean? Can you explain to your classmates about the meaning of this word, organize, what does this mean? Do you hear me? Yes. Okay, organize means that we prepare or we arrange or we okay. Okay, thank you. Right. You mentioned the two verbs, which can be the synonym of this verb. Organize means to prepare and to arrange. That's right. Còn đằng sau thì chúng ta có thể là activity, an event, and whatever else, right? Bất kỳ cái gì, đúng không? Nhưng mà chúng ta bằng organize nó có nghĩa là chuẩn bị này, prepare và arrange, đúng không ạ? Sắp xếp một cái kế hoạch gì đấy, đúng không? Các bạn, thế thì chúng ta thấy là nếu mà để đạt yêu cầu ấy, với mỗi một cái bài như này thì mình phải biết cách giải nghĩa nhá, không phải sát sao sát sẵn sạt như là trong cái phần giải nghĩa từ trang 184. Thế nhưng mà chúng ta phải biết cách giải nghĩa và biết cách cho ví dụ. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem vào phần bài tập nhá, có một chút ít thời gian thì mình sẽ chữa bài tập này đấy. Ok rồi. Ôi. Chữa bài tập ở đây thì bài cũng rất là nhiều và tôi cũng có nói là các bạn sẽ chữa theo sách đúng không ạ? Theo sách của các bạn. Ví dụ như từ thứ nhất thì sẽ là gì nhỉ? Champion đúng không ạ? He the world champion, kiện tướng thế giới này. Number four, joining a. Number four sẽ là gì nhỉ? Gym đúng không? To get more exercise. Gym là phòng tập thể hình. Right? Ok. Number five. À, basketball chúng ta sẽ dùng là gì ạ? Coach đúng không ạ? Coach là huấn luyện viên. Huấn luyện viên. Coach. Number 8. Chúng ta có blue
It's whistle. Đây là trọng tài đúng không? Referee. Number 9, which team do you support? Bạn ủng hộ đội nào đúng không ạ? Which team do you support? Number 11. Vừa rất là muốn đọc thế tại vì các bạn đã ghi ở chép ở nhà rồi mà, đúng không? Number 11, play traditional folk music, right? And thou to the traditional folk music là nhạc gì nhỉ? Dân gian đúng không ạ? Nhạc dân gian. Number 2, I'm sorry but you have to be a member of the gold club to play here. Member, thành viên này. Number 3, my opponent was a brilliant player. Tức là đối thủ của tôi là một cầu thủ bóng đá xuất sắc đúng không ạ? And I didn't manage to win the match. Number 6, Tom is really good at cards. Khi mà chúng ta nói về khả năng của ai về cái gì thì chúng ta sẽ dùng là gì? Good at này. Hay là gì? Bad at. Cái gì cũng được các bạn nhé. Brilliant at. Silly at. Đúng không? Tức là ngốc nghếch về việc gì? Brilliant, excellent. Chúng ta đều dùng với giới từ at khi mà chúng ta nói về khả năng của ai về việc gì. He would never. Number 6 là gì nhỉ? Anh ấy sẽ không bao giờ. Huh? Ok, Tom is really good at cards, đúng không? Là rất là giỏi chơi bài. Nên anh ấy sẽ không bao giờ phải gian lận đâu. He would never cheat, đúng không ạ? He would never cheat. Number 7, Lisa's group. Lisa's group của Lisa đã đạt được số 1 với những cái bài hát mới. And number 10, take a big risk by doing something. Tức là tôi đã đánh liều một phen rất là lớn đúng không? Đánh liều, cực kỳ liều đấy. A big risk, R-I-S-K, by doing the parachute jump. Đúng không ạ? Bằng cách là tôi đã nhảy, bằng cách tôi nhảy dù. Các bạn, tôi thấy có 4 bạn đi. Vâng ạ, vâng ạ. Các bạn có thể download tài liệu. Các bạn nhớ là in ra cái này dùng rất là thích. Tại vì nếu mà in khổ lớn ra thì mình có thể ghi chú thoải mái đúng không ạ? Với phần B này thì các bạn có thể là chữa nhà rồi đúng không? Chúng ta, tôi sẽ xem là có những câu gì mà chúng ta cần lưu ý nhé. Đầu tiên là chúng ta có cụm từ dream of đúng không ạ? Là mơ về điều gì, mơ ước về điều gì. Các bạn có thể thấy là dream about thì là mơ về ai, đúng không? Mơ về ai thì còn dream of something hoặc là phức in là chúng ta thường là chúng ta ao ước có cái gì đấy, đúng không ạ? I dream of a big castle in the countryside, đúng không? Tôi mơ có một cái lâu đài ở vùng quê chẳng hạn. Ví dụ thế. Thì khi chúng ta dùng dream about thì nó sẽ mang nghĩa là mơ về ai, tức là mình trong mơ mình hiện ra ai đấy. Còn dream of something, somebody hoặc là verb in là mơ ước có một cái gì đấy. Ở đây sẽ là sau giới từ thì bây giờ chúng ta cũng phải dùng động từ có đuôi in các bạn nhé. Là scoring đúng không ạ? Scoring. The winning goal in a football match. Scoring. Number 2, beating đúng không ạ? Bạn đã bao giờ, chắc là bạn đã từng mơ là ghi một cái bàn thắng ở trong trận đá bóng đúng không? Chúng ta sẽ dùng là score a winning goal, tức là ghi một bàn thắng mà nó quyết định là thắng hay thua đấy. Và nó là bàn thắng, nó quyết định thắng ở trong một trận đấu bóng. Beating a top tennis player, đánh bại một cầu thủ tennis. Cô xin lỗi, mà tôi xin lỗi là một cái gì nhỉ? Một vận động viên đúng không ạ? Tennis ở top đầu. Number 3, sport interest. Ở đây chúng ta sẽ dùng động từ interest là làm ai cảm thấy thích thú. Số 3, interest. Right? Most. Most young people, and it's a great way to stay healthy. And number 4, have fun at the same time. Đúng không ạ? Chúng ta đang nói về thể thao. Thì các bạn lưu ý là với những cái bài nhỏ nhỏ như thế này này các bạn này, các bạn cứ học thuộc đi. Các bạn có thể không ghi rõ cái từ, không phải học thuộc đến cái town hall for details. Nhưng mà mình học thuộc những đoạn văn như này thì mình sẽ đi thi, nó sẽ trở thành cái trực giác của chúng ta để chúng ta bật ra chúng ta làm. Và đôi khi là người ta sẽ không, nhiều khi là người ta không để trống vào cái từ này như là trong bài này đúng không các bạn? Mà người ta lại để trống vào từ healthy này, để chúng ta đoán chúng ta phải điền từ gì.
stay gì, đúng không ạ? Giữ mạnh sức khỏe, khỏe mạnh, sự khỏe mạnh. Thì chúng ta nhờ vào việc học thuộc thì chúng ta sẽ nhớ được. Học những cái câu riêng lẻ thì tôi cũng không khuyên, tại vì nó hơi tách ngữ cảnh. Nhưng mà học được định nghĩa là thứ nhất. Và thứ hai là những đoạn văn thế này thì chúng ta nên cần ở trình độ B1 của chúng ta, là cái trình độ mà chúng ta bắt đầu tái tạo lại ngôn ngữ, đúng không ạ? Thì chúng ta nên học thuộc các bạn nhé. Tất nhiên là đến trình độ C1 thì chúng ta lại phải là sáng tạo, đúng không ạ? Viết văn của mình này, đọc nhiều để đưa những cái gì mà chúng ta đọc được thành kiến thức của mình, thì tôi không nói. Nhưng ở trình độ này thì mình nên học thuộc. Nó rất là có ích, chúng ta nên kết hợp các phương pháp khác nhau. Number 4. Have fun at the same time. That's why the local council has decided. Hôm trước chúng mình học cái chủ đề là subject and verb agreement, đúng không các bạn? Là khi nói đến những cái gì nhỉ? Committee này hay là council này, tức là danh từ tập hợp ấy. Nếu mà chúng ta ý nói là cả muôn người như một, thì chúng ta sẽ dùng động từ chia số ít, đúng không ạ? Thì ở đây thì sẽ là gì nhỉ? Ủy ban đã thông qua, đã quyết định, đúng không? Help young people who want to. Number 5, organize their own sports club. Và sports khi có S này nó được coi là tính từ các bạn nhé. Nó được coi là tính từ, tức là câu lạc bộ thể thao, nó không phải là số nhiều đâu ạ, mà nó là được coi là tính từ đấy. We know it's a big. Number 6 là gì nhỉ? Challenge, đúng không ạ? Một cái thách thức. And number 7, we have you find a place to train and give your money to find good players in your area. Đây là quảng cáo đó, một cái quảng cáo là để bạn start your own sports club, đúng không? Ở Việt Nam của chúng ta thì chúng ta rất là thích start up, khởi nghiệp, đúng không? Nhưng mà thường những nước mà đã có nền kinh tế phát triển rồi ấy, thì họ lại hướng đến một cái là creativity, tức là hoặc là thể thao hoặc là nghệ thuật. Rất nhiều bạn trẻ muốn mơ làm cầu thủ này, hay là diễn viên, hay là ca sĩ, đúng không? Đấy là một cái cách để họ, mà chúng ta thấy là nghệ sĩ của họ thật sự là hoạt động nghệ thuật rất là vất vả, đúng không ạ? Họ có thể làm, cảm giác như những người nghệ sĩ có thể làm bất kỳ nghề gì mà họ muốn, nghệ sĩ ở phương Tây, ở nước ngoài, đúng không ạ? Ok, circle the correct word. Chúng ta sẽ chọn đầu tiên, số 1 chắc chắn là board game rồi ạ, sẽ là chọn những trò chơi cờ, đúng không? Những trò chơi mà có board, tức là có bảng ấy. Monopoly quarter. Number 2 thì chúng ta sẽ dùng là gì ạ? He became, chúng ta sẽ dùng là captain of the team, đúng không ạ? Tức là thủ lĩnh của đội. Số 3. Số 3 là get pleasure from something. Có được sự thích thú từ cái việc gì, đúng không ạ? Sự thú từ việc gì. Và ở đây là gì? Number 4 chúng ta có to be at the concert. Thì chúng ta lưu ý giúp tôi là khi chúng ta nói đến từ at này thì nó sẽ mang ý nghĩa là chỉ cái nơi, cái sự kiện nhé. Ví dụ như là at the wedding party, đúng không ạ? Ở buổi lễ, ở tiệc or the wedding ceremony, ở buổi lễ cưới này, ở lễ cưới này. Hay là at the concert, tức là mang tính chất là sự kiện chứ không phải là địa điểm. Ở buổi hòa nhạc, đúng không ạ? Ở buổi hòa nhạc. Hoặc là at the meeting, ở buổi họp. Các bạn lưu ý. Number 5, team. Number 6, classical music. Đúng không ạ? Thế thì phần phrasal verb này thì cũng rất là hay này. Ở đây là chúng ta có bắt đầu một sở thích để chơi. Thế là take up. Phrasal verb này các bạn có thể đọc định nghĩa, đúng không? Như là tôi hướng dẫn với các bạn ấy. Nhưng mà phrasal verb này thì chúng ta thật ra nó sẽ có ích ở trình độ B1 nếu mà chúng ta dịch nôm na ra thêm một chút tiếng Việt vào để cho các bạn hiểu được dễ. Tại vì là phrasal verb thì nó có rất nhiều sắc thái nghĩa khác nhau. Bây giờ take up a sport có nghĩa là thì là cái sắc thái của nó là gì? Chọn một môn thể thao để chơi, đúng không ạ? Number 2, turn down, rồi easy. Number 3, join in, tham gia vào cùng, đúng không ạ? Tại vì ở đây chúng ta có join này, xong rồi in, tham gia vào cùng này. Send somebody off có nghĩa là đuổi ai ra khỏi sân. Cái này thì tôi rất là muốn chúng ta thêm tiếng Việt vào để chúng ta hiểu nhá. Trọng tài đã cho David đi ra ngoài sân, đúng không ạ? Number 5, this is my favorite song, turn it up. Bật nó to lên, đúng không? Number 6, carry on playing, right? Bắt đầu tiếp tục chơi. Và số 7, chúng ta có từ afford to do something có nghĩa là gì ạ? Afford to do something. Cái này mình sẽ học đến kỹ hơn trong cái phần là gì nhỉ?
verb in đúng không? Gerund hoặc là infinitive, tức là động từ đằng sau dùng verb in hoặc là to verb, mà có nghĩa là đủ khả năng tài chính để làm gì, không chỉ là tiền đâu mà, tài chính ở đây là ăn hiệu, ăn ngoài đúng không ạ? Chúng tôi không đủ tài chính để ăn ngoài thường xuyên. And number 8, I've decided to become a vegetarian and give up meat, bỏ thịt đúng không ạ? Tham gia làm trở thành người ăn chay và bỏ thịt. Ok, thế thì đến phần prepositional phrases này và word formation. Phần prepositional phrases thì chúng ta cứ làm theo ở phía trên thôi. Các bạn làm xong các bạn đọc lại này. Sau một lần nữa thì lần sau các bạn sẵn cái gì mà có rất có nhiều dụng cụ để chúng ta che cái từ này đi đúng không? Các bạn thử đọc lại nhé. Không phải lúc nào viết cũng là có ích, mà đôi khi là chúng ta dành thời gian, chúng ta có thể 5-10 phút buổi sáng nữa. Các bạn che từ này đi, các bạn đọc lại này. Waiting outside the stadium for a long time. And number 2 là on DVD đúng không? Có trên đĩa DVD rồi. Number 3, just in time. Khi mà chúng ta thấy có một sự vội vã thì chúng ta sẽ dùng là in time. Còn khi nào mà không vội thì chúng ta sẽ nói là on time đúng không ạ? Ok, number 4 là came on hoặc là on to stage đều được. Sat in the middle, với ở giữa thì chúng ta dùng in. And number 6, do something for fun, tức là làm cho vui đúng không? Thế còn bài word formation này thì ở đây chúng người ta đã liệt kê cho chúng ta các dạng form của nó này, thì chúng ta sẽ phải lựa chọn ở đây là chúng ta cần điền vào chỗ trống này là gì đúng không, là loại từ gì. Nếu mà là danh từ thì đấy là chỉ người hay là chỉ vật. Nếu mà bạn lưu ý là đấy là số ít hay số nhiều, và làm sao ạ? Nếu mà chúng ta thấy là gì nhỉ, that song đúng không, có thể nó cấu tạo thành vật sing thì thành song. Nếu mà là singles thì mình phải xem, ví dụ trong một câu khác có từ singles thì mình phải xem nó là số ít hay số nhiều, bởi vì rất nhiều bạn là nhầm đúng không ạ? Why we do not use athletic? Nếu mà athletic các bạn nào, ở đây nó là danh từ ghép các bạn ạ. Ok, một câu hỏi rất là hay. Đây ạ, câu số 3, rất cảm ơn câu hỏi của bạn nhé. Nếu mà các bạn dùng là athletics như thế này, tôi sẽ ghi chú vào đây, thì nó có nghĩa là đội điền kinh đúng không ạ? Cái này người nó còn là danh từ và danh từ ghép. Athletics là môn điền kinh, và ở đây thì nó sẽ là đội điền kinh của trường. Bố của tôi đã từng rất là người rất là gọn gàng đúng không? Vì gọn gàng có cơ bắp và luôn ở đội điền kinh của trường. Thế còn nếu mà bạn dùng là athletic mà không có S thì nó không còn mang tính rất là môn điền kinh nữa, mà nó lại có nghĩa là gì? Có hình thể đúng không? Đấy, she's very athletic, cô ấy rất là có hình thể, cô ấy rất là một người mà rất là năng động, nó đồng nghĩa với sporty đấy đúng không? Nhưng mà mang hình nghĩa là đúng, nó là đồng nghĩa của sporty, rất là thích thể thao này, vận động nhiều này, và đã có được cái hình thể đẹp từ sự vận động đấy nhé. Nếu mà bạn không có S thì bạn sẽ còn chỉ còn là, nó mang nghĩa là tính từ chỉ cái phần tố chất hoặc là tính chất của người thôi, chứ còn nó không còn mang ý nghĩa danh từ ghép nữa đúng không ạ? Number 4, local, let me see what do we have here. Chúng ta có local children đúng không ạ? Local children. Thế ở đây thì mình sẽ thấy là chúng ta có child là số ít và mình phải cấu tạo đến số nhiều. Hơn nữa nếu mà đây là danh từ đếm được, người ta không có a này, không có un ở đây đúng không ạ? Không có article mạo từ. Số ít ở đây thì chắc chắn là chúng ta phải cấu tạo nó sang số nhiều rồi. Ở đây chúng ta cũng thế, có thể là gì nhỉ? Actor thì chúng ta có un rồi này. Chúng ta có a wonderful thì tức là chúng ta phải cấu tạo danh từ số ít, collection đúng không ạ? Còn nếu mà không có a thì chúng ta nhớ là chúng ta phải để collection số nhiều. Love to sail, chúng ta giữ nguyên, nó là động từ đúng không? Thích du lịch cái gì? Và number 8 là works as a musician, trọng âm nó vào tiết thứ hai nhé. The stress falls on the second syllable. Ok, với phần bài tập tiếp theo của chúng ta thì các bạn cũng tương tự như thế, các bạn sẽ là cấu tạo từ này và chúng ta học word patterns, tức là to be bored with. To be bored with là chán ngấy cái gì? Cái này nó sẽ theo word pattern đúng không ạ? Interested in. Cái này thì chúng ta sẽ có phần lý thuyết người ta đã ghi ở trên rồi. Bạn nào mà nhìn thấy cái có thể nhặt đưa xuống đây. Nhưng quan trọng là sau đấy các bạn phải nhớ. Và cái phần nhớ chính là cái phần các bạn tái tạo lại ở bài I, bài in ngắn này này.
là chúng ta sẽ sắp xếp để nó giới từ không nhầm. Ví dụ như là number one là crazy about, phát cuồng về cái gì đúng không ạ? Phát crazy about something. Number two, listen to easy. Number three, to be keen on, đúng không ạ? Rất là thích cái gì? Thích, ham mê, ham thích cái gì? Bài g câu 5. Ok, đây chúng ta sẽ quay trở lại bài g câu 5 nhé. Bài g câu 5. À, number five, số 5 chúng ta sẽ điền là heroic jump, đúng không ạ? Tức là cú nhảy. Chúng ta có hero là danh từ anh hùng, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có một cái tính từ là heroic. Heroic jump tức là cái cú nhảy của anh hùng đó, đúng không? Chúng ta cần một tính từ ở đây để nói về tính chất này, khả năng, đúng không ạ? Của sự vật hiện tượng. Còn nếu mà chúng ta để danh từ thì chúng ta lại mang nghĩa là mình để danh từ ghép thì nó sẽ mang nghĩa bổ sung như nhau. Ví dụ như là a guest house có nghĩa là nhà khách, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhà khách thì lúc đấy là chúng ta sẽ ghép hai danh từ cạnh nhau để một danh từ nọ nó bổ sung ý nghĩa cho danh từ kia, giống như từ athletics team đấy ạ, tức là đội điền kinh. Thế còn đây là nó nói về tính chất thật sự. Chú mèo này trông có vẻ nó chỉ là entertain, chỉ là entertainment thôi, đúng không ạ? Một cái sự tiêu khiển thôi, nhưng mà thực ra cái cú nhảy ngoạn mục rất là oách đấy của chú mèo ấy, đúng không? Nhảy lên đồ chơi thì dạy chú mèo rất là nhiều. Đúng rồi, jump là động từ bạn ạ. À, cô xin lỗi, jump là danh từ nhá. That heroic jump onto a toy. Ở đây jump là danh từ. Cú nhảy ngoạn mục, đúng không? Lên trên cái đồ chơi thì dạy cho con mèo rất là nhiều. Jump. Và chính vì thế ở đây động từ teach nó sẽ chia theo danh từ jump. Nó sẽ chia theo danh từ jump. Tức là nó sẽ chia số ít. That heroic jump onto a toy teaches the kitten a lot. Bạn đã hiểu chưa ạ? Lúc này jump là, ở đây thì jump là danh từ nhé. Thì chúng ta cần phải dùng một tính từ để định nghĩa cho nó, là định ngữ của danh từ. Vâng. Vâng ạ, rất là vui với những cái câu hỏi như thế này. Chúng ta sẽ hiểu kỹ hơn. Có những động từ vừa là danh từ vừa là động từ, đúng không ạ? Có rất nhiều. Nếu mà từ đơn đến này thì không sao, nhưng với từ động từ có hai âm tiết trở lên ý, thì thường các bạn sẽ trong về sau trong bài nghe các bạn sẽ nghe, nếu mà thường là trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai thì nó là động từ. Ví dụ như là record, đúng không ạ? Record là ghi âm, và record thì nó sẽ là break the world record, có nghĩa là gì ạ? Phá kỷ lục thế giới, đúng không ạ? Lúc đấy thì danh từ trọng âm nó lại rơi vào âm tiết thứ nhất. Ok, cảm ơn bạn vì câu hỏi. Phần tiếp theo của chúng ta, đây chúng ta sẽ, đấy là chúng ta hướng dẫn cho nhau phương pháp học thôi, tại vì thời gian thì không có nhiều. Thực ra là nhịp cầu sinh ngữ này rất là hay, là các bạn có thể chọn nhiều nội dung học khác nhau, đúng không ạ? Cái gì mà ví dụ như phần nào mà chúng ta thấy chúng ta đã nắm được rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi để học lớp khác, tại vì tất cả đều là các thầy cô rất nhiệt tình chia sẻ với các bạn thôi ạ. Cho nên là chúng ta cứ thoải mái nhá. Ở đây tôi thấy có từ đầu đến giờ thì có một số bạn đã ra khỏi phòng rồi, nhưng mà còn lại 5-8 bạn cũng rất là tốt, các bạn đã rất là kiên trì. Và đến phần cuối cùng này chúng ta sẽ có to be keen on something. Các bạn sẽ nhớ các cấu trúc mà chỉ về sự thích thú, đúng không ạ? Ham mê, ham thích là to be interested in này, to be keen on này, rồi là gì nhỉ? To be, vâng, to be interested in, keen on, to be fond of, đúng không ạ? Fond of. Chúng ta cũng sẽ là ba cái cụm từ mà thường xuyên thay thế cho nhau. I'm fond of reading book, I'm keen on reading book, I'm interested in reading book. Number four, thế sẽ là số 4 này rất là hay. Đấy là a game against somebody else, có nghĩa là một cái trò chơi đấu lại với ai, đúng không các bạn? Cái giới từ này thì chúng ta ít gặp hơn những từ khác. Từ against thì nó mang nghĩa là chống chọi lại này, dùng một lực để đẩy cái gì về phía mình, đúng không? Các bạn có thể nói là I lean against the window, tức là tôi chống tay, I lean against the wall, tôi dựa vào cái tường, đúng không? Against the wall, tức là tôi chống đứng kiểu dựa người vào cái tường ấy, dùng cái lực của mình đẩy lại cái tường để một phần là tì vào nó. Thì từ against ở đây chúng ta có a game against somebody else, có nghĩa là
đấu lại với ai? Ok. Yeah, okay, to be into something, that's right. Yeah, that's right, very good. Bạn Minh có một cái cụm từ là to be a bit or to be into, nhưng cái đấy nó mang một sắc thái idiomatic nhiều hơn bạn ạ. Tức là nó sẽ mang sắc thái là một chút về thành ngữ đấy, đúng không ạ? Thành ngữ, và nó có thể là to be a big fan of, vâng ạ. Còn ở đây là tôi đang nói về mặt đẳng lập, về mặt từ. Ví dụ như keen, interested và phone cùng là tính từ, đúng không ạ? Và nó sẽ cùng dùng với một cái cụm từ động, một cái giới từ khác. Ok. Số 5 là a big fan of somebody else. Và number 6, took part in, đúng không ạ? Tham gia vào cái gì? Vậy thì bài hôm nay của chúng ta là chúng ta sẽ hoàn thành ở đây. Và tôi rất là vui tại vì là có thể giải thích được những câu hỏi của các bạn. Những cái câu hỏi đấy các bạn cố gắng lần sau có thể chuẩn bị trước này. Làm trước thì mình sẽ có nhiều cái để hỏi hơn. Thì bài tập của mình tuần sau thì các bạn ôn lại từ vựng của Unit 3 này nha các bạn nhé. Để chúng ta có thể giải nghĩa lại với nhau, đúng không? Chúng ta có thể có những tương tác, ví dụ như là tôi nói bằng tiếng Việt xong các bạn ghi tiếng Anh, hoặc là tôi nói cái giải định nghĩa bằng tiếng Anh và các bạn ghi từ đấy ra xem là chúng ta sẽ nhớ được bao nhiêu từ, đúng không? Ok. For example, ví dụ như tôi có thể để buổi sau nhé, buổi này là lần đầu tiên chúng ta làm việc với từ vựng. Buổi sau tôi có thể tìm từ ví dụ như là bàn thắng cái gì nhỉ? Bàn thắng mà ý tôi là a winning goal, đúng không ạ? A winning goal thì các bạn sẽ phải ghi được là a winning goal, right? Yes, ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì buổi sau chúng ta chuẩn bị cho tôi từ vựng của Unit 3, các bạn học kỹ và nhớ cả định nghĩa này, cả ví dụ này. Tại vì là tôi sẽ không chỉ học trong phần định nghĩa đâu, mà còn cả trong phần ví dụ nữa. Chúng ta có rất là nhiều mảng kiến thức mà chúng ta sẽ đi qua, nên là mình sẽ nắm vững từng chút một nhé, nắm vững từ đầu. Năm, vậy thì buổi sau chúng ta chuẩn bị cho tôi là Unit 2 and 3, đúng không ạ? Chúng ta vẫn nhắc lại là quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn và used to này. Và ôn lại từ vựng của Fun and Games, nhất là đọc lại trang 184. Vâng ạ, cảm ơn các bạn. Nếu mà chúng ta không còn câu hỏi gì thì hẹn gặp lại các bạn trong thứ 6 tuần sau nhé. Vâng ạ, chào các bạn, chào các bạn, chào các học viên nhỏ tuổi của lớp. Chúc các con ngủ ngon, con rất là ngoan, đã tự học được đúng không? Cô mong là cái kết quả của các con sẽ xứng đáng. Chào các bạn ạ. Cảm ơn cô Phương Giang và chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn tuần sau ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn các anh chị cô host. Con hôm nay 9 tuổi. À, con 9 tuổi à? Con 9 tuổi là con học lớp 3 đúng không? Lớp 4 con. À, ừ, lớp 4 con rất là giỏi. Thế là rất là nhiều bạn học viên nhí vào đây đấy. Rồi cô chào các con, chúc các con ngủ ngon nhé. Chào các bạn ạ. Con chào cô.